Ngọc ơi Ngọc ơi, Ngọc ơi Ngọc ơi, Tuyên Quang ơi, theo anh về bản nhá. Cái bụng của anh nó tốt, bản anh giản dị làm em, chẳng như con thú đội lốt, người tất bật mặt mũi lầm lem. Em đã từng đi qua đến những thành phố hoa lệ, anh dẫn em đi xa, về bản anh còn vui hơn thế. Chạy xa những bộn bề khói bụi của thành phố, đến với núi đồi hòa vào thiên nhiên, chẳng ngưỡng em cũng chẳng cần phải cố ở phố gọi em là baby. Về đây gọi em tù mí nhủa, em với anh sẽ dắt em đi, rồi anh sẽ nói cu lúc cò theo anh xuống chợ tình. Bản sắc dân tộc anh nhá, anh sẽ dắt em về làm vợ, về làm gái bản anh luôn nhá. Này em có thấy thằng A Phú kia đang vang tiếng khen, bên đó là con A Mỹ, tiếng đàn môi có chút e thẹn. Mặt trời lên qua khe núi, anh và em cùng lên nương rẫy, sống một cuộc sống an nhàn, không bon chen ở bản anh đấy. Bố anh đã nói cái bụng ưng anh cưới em làm vợ, chỉ đợi đến ngày xuống chợ anh dắt em về bản anh ngay. Na Hang ơi, ở đây ai muốn về bản không ạ? À? Theo anh về bản này, vẫn theo anh về bản nha. Em thích bắn đỏ này, thích đẩy gậy hay thích chơi ném con, thích chơi cá keo, thích đánh cặp anh để cho em tròn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nha. Em ơi em ơi em ơi em ơi, theo anh về bản nha. Nó ơi, theo anh về bản nha. Một tràng pháo tay được không mọi người ơi? Và xin được sao nào cho người làm ra con beat này, Hải Ma. Anh đây chẳng biết đến ngôn tình giống như trai thành phố, nhưng say em như say rượu cần bên nồi lẩu thắng cố. Nơi anh đóng cửa là nhà, mở ra là bản, chẳng đây dậy xe cộ. Nhưng con người nơi đây chân chất thật thà, không giả dối sô bồ. Chỉ cần em nắm chặt tay anh sẽ dắt em đi, còn người trên bản chân thật, không để em phải lệ hoen mi. Liền dễ khi mặt trời mọc, trở về khi trời đã tối, ngồi quây quần bên bếp lửa, ăn men men lần gì vậy thôi. Em thích bắn nỏ này, thích tẩy gậy hay thích chơi ném con, thích chơi cá keo, thích đánh khăng anh để cho em chọn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nhớ Na Hang ơi. Em thích bắn nỏ này, thích đẩy gậy hay thích chơi ném con, thích chơi cá keo, thích đánh khăng anh để cho em chọn. Hôm nay trời đất dung hòa, em về làm vợ anh nhớ. Em ơi em ơi em ơi em ơi, kêu anh về bản nhớ. Na Hang Tuyên Quang ơi, theo anh về bản nhá. Ở đây ai thuộc bài Alo thì hát cùng mình nhá. Tại vì thích em nhiều quá anh em lại nói là Alo. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu rap cho anh tính cả thành cả môi. Nhà em có mấy quả đôi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá anh em lại nói là Alo. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu rap cho anh tính cả môi. Nhà em có từ mấy quả đôi anh cũng tính cả rồi. Gặp em một thùng lũng ném quả cỏ lên không trung, anh vẫn đi tìm cảm hứng trong chuỗi ngày bị mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ ngắm bắt tầm nhưng không trùng, nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ nên bắn vào tim mà không sung. Trai bản em chơi đàn tính, còn anh thì gảy guitar, anh thì không biết múa khen nhưng mà giỏi quẩy vina. Yêu em mấy núi cũng chào mặc dù không giỏi đi xa, anh lại còn giỏi cả thi ca với đốt tây bản thành villa. Tớ lòng anh không phải chú giữ, không cần mổ bụng thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bản phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sàn của em sẵn bậc nhưng nàng đồng ý mới có được lên. Anh thì rồi vốn đừng không biết lần này liệu có được hên. Ưu tiên nó ơi, hai chúng mình thì cùng đẹp nết, đẹp cả đôi. Hội trai bản để anh đẹp hết, trong cả hội trong cái kín cả quả đôi. Thắm tắt em đi về nhà thôi. Các nọ ở Tuyên Quang đâu nhá? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản
nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đôi hơn thì anh không tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đôi hơn thì anh không tính cả rồi. Ở đây ai là người miền núi chất ạ? 1, 2, 3 yeah, đường thong tham. Đây là người miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiên ngang, không thích luồn túi. Flexing, theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trap hip hop trên bản làng. Bản này là bản chất, biến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn, các dân tộc còn tàn mà đến ngày chung tay cùng làm kinh tế. Sẽ chất đấu như tải mang. Cần cô chịu khó không nhờ may mắn. Trải qua khó khăn một mưa hay nắng. Người biết kiêm tốn là người hay thắng. Mọi người hát nha. À lôi, người miền núi chất nói à lôi, hiền lành như chiến như gà trọi ở đây hay nói là à lôi, mọi người từng nói là à lôi, một lần nữa này, à lôi, người miền núi chất nói à lôi, hiền lành như chiến như gà trọi, ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi. Mình đến 1, 2, 3 mọi người cùng nói à lôi nhá. 1, 2, 3 à lôi. Sức sống mới đang bừng lên trên mảnh đất.